Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác dòng hồ điệp lá biên này. Hàng này nó là hàng siêu tầm, em có ít thôi. Đấy, để phục vụ Tết nhé. Cây nhà em nó đều đang lên ngồng hết rồi. Đấy, đang hai ngồng hết cả rồi. Cây này cây trưởng thành, rất là to đẹp. Lá biên mình vừa chơi lá vừa chơi hoa được. Đấy, cây này chưa cần ra hoa nhìn nó đã thích rồi. Đấy, lại vì lá biên thì nhìn nó cực kỳ đẹp luôn. Lá kẻ phát tài này. Hầu như những cái cây này đa số là ngày sau nó lên được hết ba ngồng đấy. Còn cây hiện tại của nhà em thì hai ngồng. Đấy, có những cây có thể nó lên ba ngồng rồi, nhưng mà hầu như ngày mình trồng từ đến Tết nó lên hết ba ngồng đấy. Đấy, những cái khe kẽ lá này nó lên hết ngồng này. Đấy, rất là đẹp. Ngồng mập nhá. Cây thì không hề có lỗi, xanh tốt, bộ rễ cực kỳ khỏe đẹp luôn. Đấy, hàng này thì em có ít tại vì là em chủ yếu là có khách đặt hết rồi. Đấy, cây lá biên thì nó không có nhiều như những cái dòng hồ điệp kia. Đó, thì một cây này hôm nay em bán là 75.000 nhá. Đây, hàng em đang đóng đi cho khách này. Nhìn tuyệt vời không? Nhìn rất là thích. Đó. Em bán cho mọi người là 75.000 một cây này nhá. Đấy. 75.000 một cây lá biên. Cây nào cũng đang đều có hai ngồng rồi. Mình về mình chơi Tết để bàn uống nước và để bàn làm việc rất là thích. Phát tài may mắn. Một cây này quá là rẻ rồi. Cây này thì mua 5 cây này em sẽ bao ship cho mọi người nhá. Hồ điệp lá biên thì nó chỉ có khoảng 5 màu thôi. Thế nên là em sẽ không bán những cái em không giới thiệu cái bộ 10 cây nữa, tại vì nó không có quá nhiều màu. Lá biên mà, chủ yếu mình chơi lá thôi. Đó, thì nó sẽ có tổng cộng là 5 màu nhá. Thì em sẽ bán bộ 5 cây, em báo ship cho mọi người 75.000 một cây. Bao cây nào cũng đều đang có hai ngồng nhá. Đều đang có hai ngồng hoa. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106. Và cái cây này ấy, thì em chỉ có khoảng 100 cây thôi. Khoảng 100 cây thôi là nó lên ngồng thì em bán trước. Đấy. Còn đâu là em đều có khách đặt hết rồi. Đấy, giờ còn khoảng 100 cây thì em bán cho mọi người về siêu tầm chơi Tết. Rất là đẹp như thế này. Lá biên thì nhà em, ở đây chỉ có nhà em là trồng nhiều nhất thôi. Còn mọi người chắc là khó kiếm được lá biên ở đâu ấy. Tại vì vườn nhà em trồng rất là nhiều lá biên từ trước đến giờ em bán các bác biết đấy. Đó, thì cái lô ngồng này em lên cho mọi người giới thiệu các bác. Tại vì nó quá là đẹp. 75.000 một cây, 5 cây bao ship. Còn mua dưới 5 cây thì tiền ship là 35.000 nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0974 702 106. Em để dưới bài viết nhá.